Và chúng ta sẽ xem vị trí của đám rối cùng trên một hình ảnh khác. Tại chỗ chúng ta quan sát thấy thành của chậu hông, với phía sau đó là xương cùng và xương cụt, ở phía trước bên đó là mặt trong của xương chậu. Chúng ta thấy hình ảnh của cơ hình quả lê, một cơ bám vào mặt trước bên của các xương cùng, thường chúng bám vào giữa các lỗ cùng và rãnh được tạo bởi các lỗ cùng. Sợi của nó sẽ chạy ra ngoài qua khuyết ngồi lớn, và điểm bám của cơ hình của lê, bám tận của nó đó chính là mặt trong của mấu chuyển lớn. Ở dưới cơ hình của lê thì chúng ta có một cơ thuộc hoành chậu hông, đó là cơ cụt hay còn gọi là cơ ngồi cụt. Đây là hình ảnh của các động mạch chậu trung chia thành các động mạch chậu trong và chậu ngoài bên phải. Trong đó động mạch chậu trong thì được tách thành hai thân là thân trước và thân sau. Chúng ta sẽ thấy hình ảnh của đám rối thần kinh thắt lưng ở trên bề mặt của thành chậu hông. Sẽ có các sợi từ thần kinh sống thắt lưng thứ tư và thần kinh sống thắt lưng thứ năm. Đây là hình ảnh đốt sống thắt lưng năm. Chúng hợp lại để tạo thành thân thắt lưng cùng. Thân thắt lưng cùng này sẽ cùng với cả các nhánh trước thoát ra từ lỗ cùng trước của các dây thần kinh sống cùng một, cùng hai, cùng ba. Chúng tạo nên một thần kinh rất lớn thoát ra ở khuyết ngồi lớn. Đây chính là hình ảnh của thần kinh ngồi. Chúng ta có hình ảnh của thần kinh ngồi. Trong đó thần kinh cùng 4 sẽ nhánh trước của nó sẽ cùng với cả nhánh trước của các thần kinh sống cùng 2. Cùng 2 và cùng 3 hợp lên để tạo thành một thần kinh cũng chui qua khuyết ngồi lớn ra ngoài. Đây chính là hình ảnh của thần kinh thẹn. Chúng ta có hình ảnh của thần kinh thẹn. Khi mô tả về các mạch máu ở chậu hông thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh phần thân chính. Phần chính của thân sau động mạch chậu trong sẽ chạy lách giữa các thân thắt lưng cùng và thần kinh sống cùng một để trèo qua bờ trên hình quả lê, cũng chui qua khuyết ngồi lớn ra ngoài. Đây là hình ảnh của động mạch mông trên và thần kinh mông trên, chính là thần kinh được hình thành bởi các sợi đến từ thân thắt lưng cùng, các sợi sau đến từ thân thắt lưng cùng cùng với cả thần kinh sống cùng một, tạo nên cấu trúc là thần kinh mông trên. Chúng ta có hình ảnh của động mạch mông trên và thần kinh mông trên, thần kinh mông trên. Tương tự thì chúng ta cũng sẽ thấy các sợi hình thành nên thần kinh mông dưới. Các sợi này cũng sẽ chạy thoát ra qua khuyết ngồi lớn ở dưới cơ hình quả lê, cùng với cả thần kinh ngồi và thần kinh thẹn. Chúng ta có hình ảnh của thần kinh mông dưới. Và một vài nhánh tận khác nữa chúng ta sẽ mô tả thêm khi mô tả về lần lượt từng cấu trúc nhánh tận đó.
Thế đây chính là hình ảnh chúng ta quan sát thấy các cấu trúc của đám rối cùng ở bên trong chậu hồng. Các thành phần của đám rối cùng này nằm ở trên bề mặt mặt trong, tức là mặt chậu hồng của cơ hình quả lê, trước khi nó chui ra ngoài ở tại vị trí của khuyết ngồi lớn, hoặc là ở bên trên hoặc là ở bên dưới so với cả cơ hình quả lê để đi ra vùng mông. Và bây giờ chúng ta sẽ mô tả lần lượt từng nhánh tận của đám rối cùng. Và trước khi mô tả các nhánh tận thì chúng ta sẽ lại nhìn lại các cấu trúc cơ, nơi mà nó sẽ tiếp nhận các nhánh tới chi phối vận động có nguồn gốc từ đám rối cùng này. Chúng ta sẽ thấy hình ảnh của các cơ ở vùng mông với cơ ở nông nhất là cơ mông lớn, một cơ che kín phần lớn vùng mông. Chúng ta có hình ảnh của cơ mông lớn. Và cắt đi thì chúng ta sẽ thấy lộ ra các cơ mông nhỡ và cơ mông bé. Đây chính là phần cơ mông nhỡ đã được cắt đi, còn lại phần nguyên ủy và phần bám tận. Sâu hơn thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh của các cơ chậu hông mô triển có cơ hình quả lê đi kèm với nó ngay dưới. Ở ngay dưới cơ hình quả lê là cơ sinh đôi trên. Chúng ta cũng sẽ tương tự có cơ bịt trong. Đây là một nhóm cơ được chi phối bởi cùng một nguồn thần kinh. Với hai cơ còn lại ở dưới các cơ sinh đôi trên và cơ bịt trong thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh của cơ sinh đôi dưới cơ vuông đùi, cũng hai cơ có chung cùng một thành phần thần kinh chi phối. Cơ bịt ngoài chúng ta sẽ chỉ thấy phần gân của cơ bịt ngoài này thôi. Phần bụng cơ thì nó nằm ở phía trước ngoài của chậu hông mà chúng ta không quan sát thấy từ phía sau. Đây chính là đầu tận hết của cơ mông lớn đã được cắt và lật ra. Ở dưới vùng đùi sau thì chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của các cơ vùng đùi sau ở phía ngoài, đó là cơ nhị đầu đùi. Và ở trong hơn thì chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của hai cơ là cơ bán màng ở sâu hơn, và ở nông hơn thì chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của một cơ hình trụ, và đây chính là cơ bán gân. Chúng ta có hình ảnh của cơ bán gân. Đây chính là các cấu trúc cơ ở vùng mông kéo dài xuống vùng đùi sau. Hai cơ còn lại, các cơ còn lại là các cơ thuộc nhóm cơ khép lộ ra ở phía trong của vùng đùi sau. Cơ khép lớn, cơ khép dài và trong cùng thì đó là cơ thọt. Những cơ mà chúng ta đã mô tả các nguồn gốc thần kinh chi phối cho chúng, đó là các sợi đến từ thần kinh bịt của đám rối thần kinh thắt lưng. Vậy các cấu trúc ở vùng mông và vùng đùi sau được chi phối bởi các nhánh tận của đám rối thần kinh thắt lưng, như đám rối thần kinh cùng như thế nào? Chúng ta sẽ có một mô tả chung về việc đường đi của các nhánh tận này với một cái mốc quan trọng ở vùng mông, đó chính là cơ hình quả lê. Cấu trúc cơ này chui qua khuyết ngồi lớn, nằm giữa gai chậu sau trên và gai ngồi, để đi ra ngoài bám vào mặt trong của mố chuyển lớn, và các thành phần mạch thần kinh cũng tương tự chạy thoát ra tại vị trí của khuyết này ở bờ sau của xương chậu, hoặc là trên hoặc là ở dưới cơ hình quả lê. Chúng ta sẽ thấy chui qua khuyết ngồi lớn ở mức bờ trên cơ hình quả lê, chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của một thần kinh. Thần kinh này sẽ chạy cùng với cả thần kinh với một động mạch cùng tên mà chúng ta vừa chỉ ra
Đó chính là động mạch mông trên, và đây chính là hình ảnh của thần kinh mông trên. Đây là hình ảnh động mạch mông trên chúng ta đã mô tả trong các thành phần mạch cấp máu cho chi dưới. Chúng phân nhánh cho các cơ mông lớn, mông nhỡ và mông bé. Và đi cùng với cả động mạch thì chúng ta có thần kinh mông trên. Hình ảnh của thần kinh mông trên. Và bó mạch thần kinh mông trên là bó mạch duy nhất thoát ra ở mức bờ trên của cơ hình quả lê qua khuyết ngồi lớn. Thoát ra ở bờ dưới của cơ hình quả lê qua khuyết ngồi lớn thì chúng ta sẽ thấy lần lượt tính từ trong ra ngoài. Chúng ta sẽ tìm thấy các thành phần như sau. Thành phần ở trong nhất chạy thoát ra ở bờ dưới cơ hình quả lê. Ngay trên gai ngồi xong sau đó nó sẽ lại ngay lập tức chui qua khuyết ngồi bé sau khi ôm vòng lấy gai ngồi để chạy ngược vào trong chỗ hông. Đây chính là hình ảnh của thần kinh thẹn. Và ở ngoài hơn so với cả thần kinh thẹn đó là động mạch thẹn trong, một trong các nhánh của thân trước động mạch chậu trong. Thần kinh thẹn và động mạch thẹn trong. Động mạch thẹn trong thì thường nằm ở ngoài hơn so với cả thần kinh thẹn. Chúng ta có một bó mạch thần kinh. Sau khi chui ra khỏi khuyết ngồi lớn ở bờ dưới cơ hình của lê thì lại ôm vòng quanh gai ngồi để chui ngược trở lại qua khuyết ngồi bé để chui ở bên trong chậu hông. Ở ngoài hơn so với cả thần kinh thẹn và động mạch thẹn trong, đó là một thành phần thần kinh đơn lẻ. Thành phần thần kinh này sẽ chạy xuống dưới để tách ra nhánh chi phối vận động cho cơ sinh đuôi trên. Và sau đó thì nó phân nhánh vào mặt sâu của cơ bịt trong. Đây chính là hình ảnh của một trong các nhánh tận tách ra được hình thành từ các sợi trước của các nhánh trước thần kinh sống. Chúng ta có hình ảnh của thần kinh cho cơ bịt trong và cơ sinh đôi trên. Như vậy chúng ta cũng đã mô tả được về mặt đường đi và chi phối của thần kinh này. Ngoài hơn so với cả thần kinh cho cơ bịt trong, cơ sinh đuôi trên, đó là một thần kinh có vai trò rất quan trọng cho đối với cơ mông lớn. Thần kinh toát ra ở mức bờ dưới cơ hình quả lê để rồi phân ra thành các nhánh chi phối vận động cho toàn bộ cơ mông lớn. Chúng ta có hình ảnh của một thần kinh tương ứng với cả thần kinh mông trên và chạy cùng với nó thì chúng ta cũng sẽ thấy một động mạch cùng tên. Một động mạch không chỉ cấp máu cho nửa dưới cơ mông lớn, cấp máu cho các cơ vùng đùi sau mà còn tham gia vào một vòng nối quan trọng ở vùng mông, đó là vòng nối hình chữ thập. Chúng ta có động mạch và thần kinh mông dưới. Hình ảnh của động mạch và thần kinh mông dưới. Ở ngoài hơn so với cả bó mạch thần kinh mông dưới, chúng ta sẽ thấy hình ảnh thoát ra ở bờ dưới cơ hình quả lê, một thần kinh cảm giác đơn thuần. Thần kinh này chạy xuống vùng đùi sau, ở trong mạc đùi và nó sẽ tận hết bằng cách chọc xuyên qua mặc khoeo để đi ra nông xuống vùng cẳng chân. Chúng ta sẽ mô tả kỹ về thần kinh này sau. Đây là vị trí nó chọc xuyên qua. Và trước khi chọc xuyên qua ấy, thì nó sẽ tách ra các nhánh bì, đặc biệt là một nhánh chi phối cảm giác cho phần ba dưới da phủ vùng mông.
Và thần kinh này có tên gọi là thần kinh bì mông dưới. Đây là nhánh tận thứ tư thoát ra ở mức bờ dưới cơ hình quả lê. Nhánh tận thứ năm thoát ra ở mức bờ dưới cơ hình quả lê là một nhánh lớn nhất. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ cắt nhánh đó tại vị trí này để lộ ra mô tả một cấu trúc khác nữa. Một thần kinh thoát ra ở mức bờ dưới cơ hình quả lê ở mức ngoài nhất. Chúng ta sẽ thấy hình ảnh của thần kinh có tên gọi là thần kinh ngồi. Thần kinh ngồi. Và ở phía dưới thì thần kinh ngồi lộ ra ở đây, xuất hiện tại vị trí này. Trước khi nó chui vào giữa các cơ của vùng đùi sau, chúng ta có hình ảnh của phần thần kinh ngồi ở dưới. Thần kinh ngồi. Và chúng ta có cắt một đoạn ở giữa. Và khi chúng ta cắt đoạn ở giữa này, chúng ta thấy lộ ra ở ngay bờ dưới của cơ sinh đuôi dưới một phần thần kinh. Mà phần thần kinh này cũng sẽ phân nhánh ở mặt sâu của cơ vuông đùi. Và trước khi nó phân nhánh ở mặt sâu của cơ vuông đùi thì nó còn tách ra cả nhánh chi phối vận động cho cơ sinh đuôi dưới. Chúng ta có hình ảnh của phần thần kinh lộ ra ở mức này chi phối vận động cho cơ vuông đùi và cơ sinh đuôi dưới. Nó nằm ở trước cơ bịt trong cơ sinh đuôi trên, rồi nằm ở trước hơn cả thần kinh ngồi vì thần kinh ngồi nằm ở phía sau so với cả các cơ bịt trong và cơ sinh đuôi trên. Chúng ta có hình ảnh của thần kinh cơ vuông đùi và sinh đôi dưới. Đây chính là các thành phần mạch thần kinh lộ ra ở phía dưới cơ hình quả lê. Trong đó thực sự chạy thoát ra ở phía dưới cơ hình quả lê. Chúng ta sẽ thấy có lần lượt từ trong ra ngoài, có thần kinh thẹn, thần kinh cho cơ bịt trong và cơ sinh đuôi trên, thần kinh mông dưới, thần kinh bì đùi sau. Chúng ta có một chú thích về thần kinh bì đùi sau. Ở ngoài hơn so với thần kinh bì đùi sau, và thần kinh bì đùi sau có thể tách ra ở sau hơn so với cả thần kinh ngồi, tức là nó không nằm trong mà nằm ở sau hơn so với cả thần kinh ngồi. Đó là thần kinh ngồi. Và trước hơn so với cả thần kinh ngồi, chúng ta sẽ thấy là có sự xuất hiện của thần kinh cơ vuông đùi và cơ sinh đuôi dưới. Đây là các thành phần thần kinh thoát ra ở mức thoát ra khỏi chậu hông qua khuyết ngồi lớn và ở mức bờ dưới của cơ hình quả lê. Và còn một phần thần kinh nữa, nó không thoát ra qua bờ dưới của cơ hình quả lê qua khuyết ngồi lớn, và nó sẽ chạy xuống dưới để chọc xuyên qua dây chằng cùng cổ để chạy ngược lên trên, nhận cảm giác cho phần trong của phần ba dưới da phủ vùng mông. Đây là nơi mà thần kinh đó chọc xuyên qua một cấu trúc dây chằng, đó là dây chằng cùng cổ. Và đây chính là hình ảnh của thần kinh xiên bì. Nó sẽ chạy tới 1/3 dưới phần bên trong, 1/3 dưới của vùng mông cùng với cả thần kinh bì mông dưới, sẽ nhận cảm giác cho da phủ 1/3 dưới vùng mông. Đây chính là sự xuất hiện của các thành phần thần kinh ở vùng mông.